Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ còn vỏ trái đất. Hôm nay mình lại chuyển con 58-3 của mình đến xưởng để làm lại gâu. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái quá trình mà mình sửa cái gâu này nha các bác nhá. Đây là anh Dự đang lắp bơm của một cái máy 50-1. À con này, đúng không? Con này -1. À, -2 chứ. Thế là mỗi ấy nó một cái nhỉ? Nó -1 quá, 58-1 chứ không phải 50-58. Cái này thì máy chuyên trộn bê tông thôi, gầu máy nó hơi bẩn tí. Đây có cái gầu của mình đây. Thì hiện tại là mình thay hết cả một miếng lưng này các bác nhá. Thay hết miếng này xong sau đó là hàn táp cái nhíp này vào để làm thành một cái khung. Đó. Thì bây giờ một lát nữa thì mình sẽ vào cái này quay xong là mình ra đây quay cho các bác xem cái gầu này. Cái gầu này cũng vừa làm mới y như cái gầu của mình kia nhá. Đây, người ta thay hết bốn cái thay cả cái miếng này luôn. Đó, thì cái mối hàn này là mối hàn mới này các anh em nhá. Đó, thì là thay hết cái miếng này. Còn từ cái đoạn này trở xuống thì nó sẽ liên quan đến những cái lợi này nha các bác nhá. Ở nó liên quan đến những cái lợi này thì là sau này khi mà cái lợi này nó mòn hết đi thì cái này nó cũng mòn sâu vào đến đây thì người ta sẽ thay cả cái miếng này luôn. Đó, bỏ cái này đi thay luôn. Đó, còn cái gầu này sẽ hàn như thế này. Táp nhíp vào thì nó sẽ ra như thế này. Đấy. 5 miếng các bác nhá. Ở kia mình cũng mua 5 miếng rồi. Đó. Thì cái này nó là một là các bác nhíp ô tô, hai là các bác kích cắt tôn. Cắt tôn thì nó sẽ độ cứng của nó, độ mài mòn của nó sẽ kém hơn tôn. Tôn thì nó mềm hơn mà, mỏng hơn mà. Cái ấy kia thì nó sẽ cứng hơn. Đấy. Đó là đây là người ta bóc hết, bỏ hết cái kia đi. Đấy, và làm lại. Ok nha các bác nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái gầu của mình. 58 này thì là em Hạnh em mới lái thôi chứ mình không lái cái này. Nhưng hôm nay thì ở dưới nhà ấy thì là em mới lái con 50-2 của mình đi san cái vườn. Nói chung là cái chỗ sửa này thì lại ở gần chỗ nhà mình. Đấy. Đấy là anh trưởng. Đấy. À, cái miếng tôn kia thì phải đi nắn để cho nó thành cái hình cong của cái gầu các bác. Nó không, ở dưới đáy của nó thì nó không phẳng đâu. Hàn hết, đắp hết những cái góc, những cái mép này. Cái này cái răng, cái lợi của mình vẫn để lại, chưa thay. Miếng này thì sau này sẽ thay thau coi nhá. Đây, bây giờ mình sẽ quay qua. Hôm nay thì tiện máy về đây thì mình sẽ thay luôn cái két nước rồi coi nhá. Đi làm để đóng cái két mới. Còn đây là két thủy lực. Đó. Đây là ngăn kéo của nó này. Ngăn kéo cũng như là xô mỡ. Đó. Bình này bình mới các bác nhá. Bình này là bình 100 à? Ở đâu? Không có số. Không thấy có số không ạ? Bình 85. Bình này bình 85. Đây, nó có cái chữ số 85 ở dưới này. Nó bé chút. Đây là 58-3 của mình các bác nhá. Mai thì mình sẽ kiểm tra xem cái bạc ở chỗ này nó đã hỏng chưa. Nếu mà nó chưa hỏng thì mình sẽ để lại, còn nếu mà nó hỏng thì mình sẽ thay cái bạc này đi. Đó. Tất cả những cái ác này có cái nào mà nó hỏng thì mình sẽ thay. Đấy. Ví dụ như cái này thì mình sẽ mua căn này mình căn, bởi vì là nó bị dơ cái bạc nó lâu ngày nó bị dơ các bác. Đó. Vậy còn những cái phần trên này thì là nó chưa ảnh hưởng gì. Nói chung là con này làm thì nó cũng rất là ngon rồi. Có những cái bèn miếc thì cũng chưa ảnh hưởng gì. Đấy. Cái này thì nó hơi sệ một chút này. Cái này có khả năng là mai mình sẽ chế lại, mình hàn cho nó cân lên một tí để cho nó đỡ bị sập sệ xuống. Cái máy này thì em Hạnh em mới lái cho nên là có những cái là nó không thể sạch như con 50-2 của mình được. Đó. Đây, còn 38-3 này, con này của hãng Comat. Con này thì là mình xem nó là con bao nhiêu. Con này là con AX55UR Hitachi. Con này của hãng Hitachi rồi. Trên cần là Hitachi kìa. Chạy cabin chạy điều hòa điện nha các bác nhá. Đấy. Điều hòa bằng điện luôn. Con kia là con 505. Cái này thì đời máy thì mình không biết là bao nhiêu nhưng mà nó là 505. Đó. Cái này thì chạy điều hòa điện thì nó chỉ gọi là kéo điện lên làm bình để cho nó
quay cái dàn nóng này thôi, nóng là lạnh nhất là trên này thôi. Đây là đồ trọng của cái máy 58-1 này. Con máy 50-503 này thì nói chung là rất là đẹp các bác ạ. Hình thức thì là cái màu sơn cũng như là cái sơn này họ sơn lại. Cái gầu ghiếc thì nó cũng chưa hỏng nhiều. Đây này, đây là những cái người ta cắt ra để người ta làm lại này. Tất cả cái này là hàn cắt mang đi để tiện các bác nhá, hàn đắp xong rồi người ta mang đi tiện đó. Mối này, mối hàn này. Đấy, anh em thấy không? Cái này thì chốt thì bây giờ người ta không chốt ở ngoài này nữa, người ta khoan vào luôn vào cái lỗ này luôn. Để nó bằng cái chốt này để khóa ở đây luôn thì cái này thì nó sẽ đỡ bị gãy hơn là để ở ngoài này. Đó. Đây, cái này thì vẫn để hở một chút này. Đó. Đó là cái này thì chỉ có hai ghế này thôi. Người ta đắp hàn cái này và thay hai cái chốt ở cả trên này nữa thôi. Đó. Còn ở dưới này thì những cái này thì không xử lý đến. Đây xem cho bác xem cái con 538-3 này. Con này thì đang làm bơm. Thợ thì lại thợ không phải là anh Dự sửa các bác nhá. Cái này là thợ người ta thuê ở Hà Nội về đấy. Ô cái này động cơ nó bó vào xong rồi nó quay cánh quạt này. Nhưng mà chứng tỏ cái dây cu loa này nó không bám siết hẳn vào. Cái nước này thì cũng bị hỏng rồi. Những cái lá này nó bị pop lại rồi. Đấy. Còn két thủy lực này thì vẫn đẹp này. Thủy lực thông thường két thủy lực thì nó không hay bị móp đâu. Cái này thì người ta đấu bằng cái làm một cái két phụ lên đây này. Đó. Như thế này thì không bao giờ nó hết nước được. Có hết ở đây thôi. Hết ở đây thì mình lại bổ sung vào đây thôi. Đó. Thôi cái gầu này thì mai khi mà hoàn thiện thì mình sẽ quay lại cái video nó hoàn thiện các bác nhá. Đấy, bây giờ hàn cái này rất lộ cái video cái máy xúc video vlog mình quay từ lúc đầu khi mà cắt ra nó thành cái hố ấy, nhưng mà làm đến bây giờ thì vẫn chưa táp được nhíp này. Đó, ok, tôi chào mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.